mạng. Ủa nhà giàu là phải chơi đàn này hả trời? Đàn ngộ à? Chắc đàn cổ. Cái này này, ủa giống như móng quỷ vậy trời. Trời đất ơi, hồi nãy ông đàn nghe thánh thót lãnh lót lắm mà ta. Sao giờ mình đàn nghe tiếng kỳ vậy? Không lẽ đàn cổ nó có cái nốt như vậy? Mà nốt gì kỳ cục quá. Dây này nằm đâu vậy trời? Ủa nãy mình đàn mạnh của nó đứt hả? Xin lỗi anh đợi lâu nha. Không sao không sao, có nước uống là mừng. Đợt này anh lên có chuyện gì không anh ra? Thì hối thúc cái vụ mà thằng Phong á lấy vợ đó. Chứ đàn ông con trai lớn không lấy vợ chứ để làm gì. Mà ghê lắm nha, hôm bữa tôi mới dưới quê lên á, vừa bước vô nhà thấy thằng Phong đang ngồi ôm ấp tình tứ nhỏ nào đẹp lắm. Không lẽ là con Ly? Mà con nhỏ độ đâu 22-23 tuổi á, mà được con cái ba nó làm doanh nhân. Trời đất ơi, con gái con lứa 22 tuổi dịu dàng nữ tánh mà ba làm doanh nhân nữa, sướng gần chết. Tôi chấm là tôi chấm cái đó đó, chứ hồi xưa nó quen mấy con đâu 18-19 tuổi không ưa được anh ơi. May quá không phải là con Liên. Thằng Phong này đúng là chứng nào tật nấy, mình phải để ý con Ly kỹ hơn mới được. Tôi chấm con nhỏ này không phải chấm một cái tuổi đâu, ví dụ mà nhỏ chút xíu cũng được. Mà tôi chấm lại chỗ ba làm doanh nhân tôi mới chịu đó, chứ tôi nghe là ba làm nghệ sĩ thì tôi cạch mặt tại chỗ liền. Anh đồng ý với tôi không? Mấy anh trai nghệ sĩ đó tối ngày nhà cầm cái đơn giống như anh nè, để cái đơn trước mặt ở nhà rồi hả, sáng tác bài này sáng tác bài kia mà có bài nào ra hồn đâu, nghe không có được anh ơi. Nhưng mà tao tối ngày làm những cái nền âm nhạc của mình cao xa lắm vậy anh, nói lý thuyết này lý thuyết nọ, âm nhạc phải như vậy, âm nhạc phải thế kia. Trời đất ơi, bản thân mình sáng tác nhạc chưa ai nghe nữa nói người ta, đúng không anh? Tôi đang có chuyện anh nói chuyện điện thoại với ai vậy? Dẹp điện thoại vô. Ủa điện thoại? Ai đâu quan trọng mà nghe gấp gáp. Đây coi coi, ai? Quỳnh xích vô đây. Trời đất ơi, ủa không lẽ dân Sài Gòn yêu đương ngộ nghĩnh gì hả trời? Anh nói cái gì vậy? Anh với thằng Phong nhà tôi quen chung con bồ hả? Con gái của tôi mà ông 13. Con gái anh? Ừ. Ủa sao kỳ vậy ta? Không, tôi không có nhìn lộn đâu. Hồi nào giờ tôi mới thấy nhỏ đẹp người đẹp nết vậy đó. Cái con nhỏ này em bữa hung thằng Phong nè. Thằng Phong nè, to gan thiệt, nghĩ sao mà dám hung Ly hả? À, tôi hiểu rồi. Anh là ba nó, anh làm nhạc sĩ. Hèn gì hôm bữa tôi nói chuyện, tôi nói là không ưa nghệ sĩ, mặt nó hơi đơ đơ. Mà tôi hỏi ba mày làm gì, làm doanh nhân phải không? Nó ậm ừ ấp úng không dám trả lời. Mới bị lớn con gái mà nói láo nói xạo. Ba làm gì nói cái đó đi, sợ người ta ghét không nói. Thôi yên đi ông. Ủa tôi nói đúng mà, anh đâu phải doanh nhân đâu, anh nghệ sĩ mà. Vậy mà bữa đâu dám nói với tôi. Thôi im đi, tôi mời ông ra khỏi nhà tôi đi. Ủa gì kỳ vậy? Tôi đang kể chuyện nghe vui ngang xương mà. Kể từ bây giờ nhà tôi không tiếp chú cháu không? Nè nè nè, đuổi thì về, ở bển buồn có ghé chơi chút xíu vậy thôi. Không mà rảnh rỡ cả ngày mà khỏi đuổi. Vào chút xíu, không có nhiêu, nhà có cây đờn cổ mà làm phách. Xin ơi, cái thằng Phong này thiệt tình. Ủa? Ông 13.